chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là OK Gaming đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và nếu như bạn đã thích mình là tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên là giúp mình đạt 1113 like và nhớ xem bên channel Mecca Minecraft cũng như là Mecca Gaming TV để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào, let's go. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mod có tên là TNT, Super TNT các bạn. Và ở đây chúng ta có rất là nhiều những cái quả TNT luôn các bạn ơi. Và để chúng ta có thể chế tạo được những quả TNT này, các bạn biết là từ đâu không? Tất nhiên là chúng ta sẽ phải đánh thật là nhiều Creeper rồi. Đó, thì ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ có what the hell. Quay, hình như là do mình cài thêm cái mod TNT cho nên Creeper nó sẽ xuất hiện rất là nhiều luôn nha các bạn. Kiểu như là để cho mình á đánh luôn cái tụi Creeper để rớt ra những cái thuốc súng đó các bạn. Thì bây giờ nè, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở đây chúng ta có rất nhiều loại TNT và bắt đầu từ Lugger. Đó, hai quả TNT kết hợp lại với nhau là chúng ta sẽ có được Lugger. Và hình như lúc nãy mình thấy có một cái đây rồi. Đây đúng là cái thứ mà mình cần các bạn. Đố các bạn biết là cái gì? Đó chính là chúng ta sẽ gọi là dùng cái chúng ta bay tới đây. Chúng ta lấy 9 quả TNT ở bên dưới cái kim tự tháp này bạn. Bên dưới kim tự tháp này chúng ta sẽ có được 9 quả TNT. Như vậy là chúng ta sẽ đỡ phải lấy trước, đỡ phải đi sang trước. Có cái nào? Ừ, hay quá. Hên quá, tưởng đâu cái đồ rớt xuống các bạn. Cái đồ rớt xuống mà nó dính vô cái ấy thì nó nổ banh xác quả TNT của mình luôn. Và trong những cái rương này có rất, thấy không? Mình nói đúng không? Có rất là nhiều những cái thuốc súng. À, mình sẽ lấy luôn. Lấy hết. Đó, các bạn thấy chưa? 23 cái thuốc súng rồi. Thì chúng ta sẽ lấy cát và thuốc súng nha. Để làm gì? Tại vì chúng ta sẽ có thể chế tạo được cái TNT mà, cho nên mình sẽ lấy cát và thuốc súng để có gì chế tạo TNT nha các bạn. Và hình như là ở bên này mình nhớ là ở bên thế giới bên này của mình có thêm một cái kim tự tháp nữa thì phải. Mình nhớ không nhầm các bạn. Không nhầm, nhưng mà cũng có thể là bị nhầm nha các bạn. Rồi, vậy là không có rồi. Thì chúng ta có được 9 quả. Thì đầu tiên mình sẽ test trước những cái quả nào nó dễ đi các bạn. Quay về nhà cái. Ok, bây giờ để mình đáp xuống. Ok, chúng ta sẽ cần phải có một cái bật lửa nữa. Mà mình không biết là mình có cái bật lửa không nữa. Từ từ nha, bây giờ mình sẽ tạo thành cái bàn chế tạo nào. Rồi, ok. Để mình xem nữa coi. Trong này mình có bật lửa không? Ở đây, yeah! Haha, mình lại lấy cái này luôn. Có gì tí nữa mình làm thêm bật lửa. Đây, sỏi đây. Có gì tí mình lấy làm fling nha các bạn. Rồi, quăng cái này ra. Quăng cái này ra. Đốt cái này đi. Tại vì mình không cần cái hạt giống các bạn. Ok, đầu tiên thì có quả TNT này. Quả TNT này không chế tạo được nha các bạn. Thì chúng ta sẽ chế tạo. Rồi, TNT. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử một quả này thử coi. Từ mình nghĩ là mình sẽ phải, đêm nay là mình sẽ phải săn rất là nhiều những cái, từ từ. Để mình đem cái này đi ra xe luôn các bạn. Có gì sẵn tiện chúng ta ra ngoài chúng ta test luôn. Chứ còn ở trong đây là làng của chúng ta mà không thể nào test gọi là bậy bạ được các bạn. Test bậy bạ là dễ gọi là ấy lắm. Ok, rồi mình ra ngoài đây xe nè. Test cho nó khỏi bị ảnh hưởng các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ test quả TNT thường trước. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ cho nổ. Đây, cho các bạn xem cái đã. Đó, một cái lỗ từ tầm nhiêu? Tầm 5x5 hoặc là 7x7 gì đó, nhưng mà nó tạo thành hình cầu. Ok, để thử quả này, coi thử quả này nó làm sao. Để coi thử quả này nó có to hơn không các bạn. Rồi, ok. Đây là những quả cơ bản nha các bạn. Mà đứng ra xa xíu đi. Đấy. Oh my god. Ôi, cái quả kia là 5x5 của quả này chắc mình cũng mười mấy luôn các bạn ơi. 20 mấy có luôn á. Mới phải ta, thôi mới kết hợp hai quả TNT lại với nhau thôi thì nó đã ra gọi là một cái quả siêu to khổng lồ rồi các bạn ơi. Thì bây giờ tới tiếp tục 4 quả. Trời ơi, cái này hơi tốn ta. Cái này chắc không phải đợi trời tối đi săn thật là nhiều Creeper luôn các bạn ơi thì mình mới gọi là được, mình mới kiểu như là đủ á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cái này đâu có cần đâu. Để vô đây được đúng không? Rồi, 4 quả, 1, 2, 3, 4 mà ra quả tím. Quả tím này chắc là vãi nồi luôn rồi các bạn ơi. Đây nè, coi nè, quả tím này chắc mình nghĩ cái quả xanh kia mà nó mới có một xíu mà nó nổ vãi nồi rồi. Thì cái quả tím này mình nghĩ là vãi nồi các bạn ơi. Oh my god, mới quả tím rồi đó. Đừng có nói tới mấy quả super đồ.
Oh my god. Oh yeah. Oh. Các bạn thấy cái sức phá hủy của tụi nó như thế nào, kinh khủng không? Kinh khủng quá nồ luôn các bạn coi nè. Oh my god, mới quẻ cấp 2 thôi nó đã cỡ này rồi. Thì làm sao mà gọi là những cái quẻ còn lại thì sẽ như thế nào nữa các bạn? Nó còn rất rất là nhiều quẻ. Từ từ nha, để những cái quẻ mà chúng ta sẽ cần phải đi tìm đâu để mình test thử coi. Còn quẻ này là gì? Dum TNT The Gold Play Blue Plutonium Alloy gì nữa đây? Từ Nuclear. Ui, có nào là bom nguyên tử không? Wow. Want to run on. À, một cái lực dành cho tất cả. Và cái quẻ TNT này nó sẽ gọi là giống kiểu kết thúc của tất cả TNT luôn các bạn ơi. Ghê. Còn cái này là cái gì đây? Black hole. Ồ, cái hố đen à. Đây là gọi là cái gì? Cái The TNT to end TNT. Là nó chùm hơn cái quẻ này nữa các bạn ơi. Còn này Anti Dimension gì đây? Trời ơi, mấy quẻ này mình biết bây giờ mình mới chế tạo được các bạn. Nhưng mà thôi, để mình chế tạo những cái quẻ thường thôi. Thì bây giờ mình sẽ phải đợi trời tối một xíu. Thì chúng ta sẽ thử coi có quẻ file. Ồ, có quẻ file này. Ui, dễ nè. Thì mình sẽ đi kiếm thêm Reaper mình săn. Sau đó thì chúng ta sẽ chế tạo những quẻ đơn giản thôi. Mấy cái quẻ này ghê gớm quá. Để dành gọi là bữa sau mình test ha. Các bạn có muốn mình test những cái quẻ đó thì các bạn hãy gọi là comment đi nha. Thì mình bữa sau mình sẽ test ha. Còn bây giờ trời tối đợi tí mình đi săn mấy con Reaper cái đã ha. À, mình đang đi săn Reaper đây các bạn. Được 40 mấy cái rồi nè. Và có cả con Reaper gọi là của xương rồng nữa các bạn ơi. Thì nó cũng cho cũng được khá là nhiều. Đấy, Reaper nhiều lắm các bạn. Cứ một one hit là mình chép được bắn nữa. No. Bắn mình hoài luôn rồi. Ồ, né. Ui, mấy con xương này. Nó khó chịu thật sự nha. Ơi chém cái là chết rồi, nhưng mà phải né. À, các bạn thấy mình điêu luyện không? Điêu luyện vãi nồi. Chém tí là chết luôn. Sợ quá. Bay đợi hồi máu cái mình rớt xuống, mình chỉ chém một cái thôi các bạn. Rồi mình lụm đồ thôi. Đây mình xuống nè. Đó. Chết đi. Đấy giờ. Đấy, bây giờ mình sẽ sang tầm 5-7 stacker thì mình mới quay trở về được các bạn ơi, chứ còn tầm 1-2 stack về làm gì. Đó, rớt xuống cái là chém, và cái kiếm mình có loot tin nha các bạn, cho nên nó sẽ được nhiều hơn tí. Tức là khi bình thường các bạn đánh có hên xui nó ra 1-2 thì mình có loot tin thì cái tỷ lệ xác suất nó ra 2-3 nó nhiều hơn các bạn, rớt 2-3 thuốc súng ấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục sang đây, hẹn gặp lại các bạn tí tẹo nữa nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua đây lấy ít cát nữa nha các bạn, thì trời đã sáng rồi và mình đã sang được 1, 2, 3, 4, 5 stack rưỡi các bạn. Quầy, các bạn thấy kinh khủng không? Thì mình đánh cũng xương xương thôi, sau đó thì nó nổ bùm mà mình chết mất tiêu luôn. Tại vì mình không có mặc đồ các bạn, mình không có đồ ở trên người cho nên nó mấy con đó nó nổ cái là chết rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy ít cát nha, để chúng ta có thể chế tạo được cái quả TNT thường trước các bạn. Mọi thứ nó đều bắt đầu từ TNT thường các bạn ơi, cho nên mình bây giờ mình sẽ phải chế tạo TNT thường ha. Rồi sau đó thì chúng ta muốn làm cái gì thì làm. Đâu rồi, quả TNT thường đâu rồi? Đó, 43 nè. 43 thì bây giờ là thiếu cát đúng không? Cát thì ở đây có quá trời. Đó, chẳng qua là mình chưa nhặt lại hết thôi. Chứ còn các bạn thấy không, cái đồ gọi là dụng cụ 7 màu này, đào đá vãi nồi các bạn, còn bonus thêm nổ nữa chứ. Nhìn nó hoành tráng đúng không các bạn? Ok, để mình lấy thật là nhiều luôn nè. Đó, lấy hết luôn. Ok, lấy hết luôn nè. Lấy hết luôn. Rồi, đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào, để coi tôi coi đủ chưa. Oh, yeah. Được tầm hơn một stack. Ồ, như vậy là chúng ta phải tiết kiệm các bạn, chắc lọc quá các bạn à. Chứ không phải là dùng phung phí đâu. Tại vì nó khá là ít các bạn ơi. Vất một nguyên một đêm của mình đi săn luôn mà chúng ta chỉ có thể kiếm được gọi là tầm 60 mấy cái quả TNT thôi này. Nó hơi bị hiếm các bạn à. Cho nên mình phải sử dụng nó thật là cẩn thận. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chế tạo ha. Thì những cái quả này chắc là mình không chế tạo được các bạn ơi, nó nhiều quá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần cái sỏi này, cần một flint. Rồi, yeah. Cần flint, có flint rồi. Có flint thì chúng ta sẽ mỗi thứ chắc là mình chỉ chế tạo một quả chơi thôi các bạn. Ok, quả này mắc thế. 9 cục luôn. Ok. Mỗi thứ thì mình sẽ chế tạo một quả chơi thôi nha các bạn. Hết đây là từ quả xanh đúng không? Thì hiện tại là mình chưa. Ồ, này còn có chế tạo từ cái quả chín cái quả nãy là 9981 là hết TNT luôn á, trời ơi. Ý vậy trời ơi. Rồi, lấy một quả này bỏ vô đây và bỏ cái bật lửa vô còn nguyên để đây, file.
Rồi đây là gì? Snow. Snow là mình chưa có nè, là chưa chế tạo được ha. Rồi Ocean. Ồ, Ocean là chúng ta từ để mình lấy lại cái bàn chế tạo cái. Chúng ta còn phải có sắt bạn để làm những cái xô. Chứ bây giờ để mình bay về. Để mình bay về đây mình lấy một ít sắt chúng ta chế tạo mấy cái xô nào. Rồi cho chúng ta lấy nước nữa. Rồi vứt bớt mấy cái đồ lặt vặt này đi. Những cái thứ ơi chết tự nhiên vứt. Không được vứt cát được các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ chế tạo hết một lần luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi ra chúng ta test một lần luôn cho nó hay ho thôi các bạn ha. Ui có tuyết nè nhưng mà không có nước. Ý có bộ đồ kim cương nè. Sao bận vô? Bận vô cho nó giáp cái trâu lên các bạn ơi. Và có sắt nè. Nhưng mà hiện tại là hơi ít. Iron nè. Bỏ ở đây nấu đi. Rồi tí nữa mình sẽ làm ha. Rồi bỏ qua cái Ocean đi. Rồi tới cái Spoon. Spoon này được nè. Cái này chắc giống quả TNT hút nước quá vậy. Rồi sau tới Lava Ocean. Ui, cái gì cũng cần có rất là nhiều sắt các bạn ơi. Và chúng ta sẽ còn làm mấy cái show ấy. Rồi Lava Diamond. Maxi. Ui gì đây? Diamond TNT, đá đỏ với lại 5 block TNT. Quên 5 block kim cương. Phải 5 block TNT. Ấy chà chà. 5 block kim cương hả? Để mình đi gọi là kiếm 5 block kim cương các bạn. Để chúng ta làm cái gì? Thì chúng ta sẽ gọi là chế tạo cái này. Thì bây giờ mình sẽ đem cái la bàn và la bàn kim cương xuống. Mình đi tìm kim cương ở bên dưới đó các bạn ơi. Sau đó mình sẽ quay trở lại ngay nha. Rồi sẵn tiện mình sẽ đào một ít gọi là sắt sủng các thứ luôn. Đây hầm mai của mình đây. Đi xuống thôi. Let's go. Ok, hiện tại mình đang nấu sắt lên nè các bạn ơi. Và chúng ta sẽ có một cái rương ha. Mình sẽ bỏ những cái loại TNT mà mình chế tạo được vô cái quả này mình chế tạo rồi nè. Thì nãy mình thấy có một cái quả nào đó nó chế tạo được từ đây hack đúng không? Wow, một xô lava. Ấy cha, vậy là mình chưa đủ rồi, chưa đủ không biết là nó có trả lại cái xô mình không các bạn ơi. Thì hiện tại là mình đã kiếm đủ số lượng kim cương để chúng ta có thể gọi là chế tạo cái quả TNT kim cương. Nhưng mà bây giờ thì ở đây có cái chỗ nào có lava lá vào. À mình nhớ là bên này có lava nè các bạn ơi. Trời, cái hố kinh khủng thật sự. Quả đó mới là hai quả bình thường kết hợp xương xương thôi các bạn. Mà nó đã nổ cỡ đó thì các bạn nghĩ coi. Nhưng có những cái quả khác thì sao. Đấy. Thôi mình lấy luôn hết 4 xô luôn. Rồi về. Nếu mà không cần thì mình sẽ đổ ra ha. Rồi mình sẽ quay trở về để chúng ta có thể chế tạo được những cái quả TNT và test cho các bạn xem luôn. Chứ nãy giờ chuẩn bị cũng khá là lâu rồi đó bạn ơi. Ok. Đây. Đấy. Ăn miếng vô là cho nó no bụng cái này mới test được chứ. Hiện tại vẫn đang nấu nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lấy cái quả head này. Một quả head TNT. Rồi bỏ vô đây luôn. Rồi còn quả gì nữa ta? À quả này nó nằm ở đây. Mình phải sắp xếp theo cái thứ tự của nó luôn các bạn. Chứ để rồi quả đâu không được rồi. Water được nha. Rồi water nhưng mà bây giờ mình à nó chẻ xô lại bạn ơi. Được nó chẻ xô lại thì được. Như vậy thì nó chẻ cái xô lại thì ngon. Rồi ok nó chẻ rồi bây giờ mình sẽ đi ra múc mấy xô nước đúng không? Ngoài ra thì ở đây chúng ta chế tạo được không được có chế tạo mấy cái tiền tì vớ vẩn. Rồi mình vứt cái gì? Vứt cái này đi. Rồi, ra đây lấy mấy xô nước nào. Quầy, ở đây có ấy luôn nè, có tuyết luôn mà. Nhưng mà mình không có cái ấy. Úi. Băng ảo các bạn ơi. Cái giày của mình nó có băng ảo các bạn ơi. Chứ không phải là băng xịn đâu. Cù bắp. Cái đó không có lấy được, tưởng đâu là lấy được. Rồi, ok. Tới đây. Ocean TNT đúng không? Yeah. Lấy lại chẻ lại mấy cái xô là ngon. Rồi tiếp tục là nó nằm ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tới là đây quả này là chắc quả hút nước quá. Mình thấy là giống cái quả hút nước lắm các bạn ơi. Tại vì đó thấy không, nó như y chang cái bọt biển luôn mà. Đó để vô đây. Rồi tới quả gì nữa? Lava. Quầy thiếu một. Ôi phải rồi, cái quả này nó ăn luôn cái xô của mình các bạn ơi. Cái quả này không có chẻ xô. Oh my god. Phải rồi, cái quả này không có chẻ xô các bạn ơi. Như vậy là chúng ta phải đi qua đây chúng ta lấy thêm một cái lava nữa nha các bạn để mình đủ để chế tạo được. Oh my god, nó ăn luôn cái xô luôn rồi. Cái quả hút nước ấy, mấy quả kia nó chẻ xô mà thì chứ hơi bị cay ấy nha. Chơi mà lấy luôn cái xô của người ta đào bới rồi là cực khổ mà chơi mà lấy luôn à. Không có chịu trẻ xô lại cho người ta gì hết trơn hết trọi à.
Ok, để mình quay về cái rồi mình chế tạo. Trời ơi, đi vô ngủ chứ. Cho nó sáng cái rồi mình sẽ chế tạo nha. Tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quả gì ta? Quả Lava Ocean. Chưa có quả xanh nè. Quả xanh đây. Ok, hy vọng là đừng lấy ấy của tôi nha. Ừ, hay. Đó, phải dị chứ. Chơi là phải trẻ sau lại cho người ta. Ủa, quả này mới ngon nè các bạn ơi. Quả. Wow. Ê, lộn. 2, 3, 4. Rồi từ 4 quả này thành quả tím. Quả tím, à quả tím này mình à, đợt mình nãy mình đã test thử rồi đúng không các bạn? Ok. Diamond TNT. Wow. Hấp dẫn ta. Hâu TNT. Và Bunker TNT là Obsidian nè. Hâu TNT là cần có kính, rồi có que, rồi có đá nữa. Ái chà chà, hơi khó nhờ. Kính, que, đá đâu ra ta. Cái này không có mềm mại, sao mình lấy được ta. Từ để bên trong đây. Mình coi thử mình có cái cây mềm mại không. Rồi luôn, không có cây mềm mại luôn. Lấy gì mà lấy kính đây. À thì thôi mình sẽ nấu. Ok, như vậy là cái cây này là chúng ta sẽ cần có đá nấu này, có kính này và có quả tiên tiên thường và bàn chế tạo các thứ thì cái đó là easy rồi. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải nấu một ít cát lên đúng không? Tạm thời là mình nấu ít cát lên trước đi. Rồi bỏ này vô. Bỏ cái này vô luôn, nấu cỡ này luôn rồi muốn gì nữa. Rồi bỏ qua cái đó đi. Và cái này là obsidian đúng không? Tí nữa mình sẽ làm luôn. Rồi cái này là mớp. Thịt zombie với lại xương. Wow, nhiều thứ hay ho về, thú vị quá. Đây, thì zombie và xương rồi luôn. Không đủ. Như vậy là cái quả này còn không đủ các bạn ơi. Thịt zombie và xương là không đủ rồi. Mob swarm này, ok. Rồi, automatic. Uầy, mấy quả này là toàn nâng cấp từ ấy lên không? Anti mob. Ồ, này là giống kiểu chắc là tí nữa mình sẽ test riêng. Arrow đủ không? Có mũi tên không? Mình có đủ mũi tên không ta? Wow, nhiều thứ quá các bạn ơi. Final, có hai mũi tên các bạn ơi, lại không đủ nữa rồi. Thôi tí nữa mình sẽ đi săn luôn, mình sẽ chế tạo luôn cái mũi đó ha. Arrow, rồi chi. Chi TNT. À, lại dễ. Cái này vứt ở đây đi. Vứt vô không chịu hư. À, mình chỉ cần đi đập lá thôi các bạn. Đập lá là chúng ta sẽ kiếm được cái mầm cây. Thì có được cái mầm cây thì chúng ta sẽ chế tạo được đúng không? Đâu rồi, cho tôi đi. Không biết lại gọi là sao ta. Giống như kiểu là mình sẽ lấy cái này nó được nhiều hơn không? Cũng vậy à. Không biết là mình đốt nổ thì nó ở đây. Nó sẽ tạo thành một cái cây hả ta hay là cái gì? Mình cũng không biết nữa. Đâu rồi, chi TNT đâu? Đây. Là chi TNT thường với lại một cái mầm. Ok. Được cũng kha khá rồi các bạn ơi. Forest. The Super rồi gì nữa đây? Oh my god, quầy, hơi căng. Forest Tiny Island. Đá với lại được đấy. Tiny Island hả? Nấu cái này lên. Rồi cục gỗ với lại một cái mầm đúng không? Để mình lấy một cái mầm đi. Lấy trước một cái mầm các bạn. Nói chung là có nhiều quả là mình cái này nhanh nè. Vừa mới bay lên cái là có được cái mầm luôn. Thì có nhiều quả mình đâu có chế tạo được đâu các bạn. Cho nên từ từ chúng ta sẽ chế tạo tiếp ha. Tiny Island đâu rồi? Đây. Rồi có quả gì nữa đây? Island luôn. Có quả Island luôn. Phải chơi. Mình là quả Island nó rẻ mà các bạn. Thì kết hợp 4 cái quả xanh lại với nhau thì 8 cục TNT chứ mấy. Thì bây giờ mình lấy thêm một cái mầm nữa. Cho tôi cái mầm nữa đi. Ai chà chà, là mình chế tạo được gọi là thêm một cái gì đó, Island gì đó nữa. Nói chung là cũng khá là ok các bạn ơi. Đây từ từ coi. Rồi mầm đây. Mình chế tạo được cái nào thì mình chế tạo thôi. Còn những cái còn lại thì tự chúng ta test sâu. Chúng ta còn nhiều thứ mà đúng không các bạn, lo gì. Cho một cục đá đi. Rồi thêm một cục đất nữa đi. Đó. Island. Và quả TNT tím hả. 1, 2, 3, 4. Phải là 4 quả. 4 quả này mới ra một quả tím. Đó. Ok, được quả Island nữa. Rồi quả này là gì. Nogge. What the hell gì đây. Thôi tôi nhìn thấy là thấy hỏng chế tạo được đó các bạn. Quả này nhìn cũng khá là xịn sò đây. Everything. Ôi, cái này là gì đây? Mớp TNT kết hợp. Wow, cái này là gì? Chum TNT. What the chum. Ok, ấy cái này được nè. Đá củi. 1 2 3 4. Rồi ra một quả tím đúng không? Rồi mình cần ít đá củi thì mình ra đây mình lấy luôn cũng được. Đoạn này đi. Đoạn này bên kia có một cái kim tự tháp nữa kìa. Mình nhớ không nhầm mà đó. Ok chưa? À
Đấy, bạn thấy cái gọi là cái rìu của mình, quên cái cúp của mình nó đào bá cháy bỏ chét chưa? Đó, xoay. Quá là gọi là ngon lành luôn. Cái gì đây? Quả nào đâu ta? Nãy quả nào vậy? Đây, chum TNT. Rồi. Tiếp. Rồi gì nữa ta? Kinh Yon. Ui, này không chế tạo được các bạn ơi. Rồi, Rickmat. Grabby. Real Grabby. Chi. Phô mai hả ta? Giống kiểu phô mai hả? Flat. Ui, ghê hả? Flat TNT là nó đào hết mấy cái quả cho mình luôn đúng không? Để mình test thử đi. Nói chung là mình phải test thử hết chứ sao mà không test được các bạn. Đó, cái nào chế tạo được thì mình sẽ test ha. Còn cái nào mà không chế tạo được, không đủ đồ hay là gì đó thì từ từ chúng ta sẽ test sau nha các bạn. Gọi là dành thời gian tập sau test cũng được. Đấy, rồi lên đây. Bữa sau mình kiếm đủ mình test tiếp lần nữa chứ có gì đâu. Mấy cái này dễ mà các bạn. Rồi, ok, que. Que. Rồi, ok. Làm cái xẻng. Rồi, với lại cái quả TNT xanh. Rồi, bỏ vô với lại một cái xẻng. Ra quả flat. Rồi, flat rồi gì nữa ta? Mining. Quả này xịn vậy? 6 cúp đá. Mình có thể làm được ta được 6 cái luôn này. Uầy. Ok, vừa đủ 6 cái luôn các bạn. Rồi, cái gì nữa ta? Với lại hai đuốc với lại một quả xanh. Ôi tuyệt vời. Bây giờ mình bỏ quả xanh này vô. Đưa đây. Đây. Này. Ôi, giờ cái tay mình nó đang cầm cái. Rồi, lại. Đó, bỏ vô như thế này. Bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây, rồi bỏ quả xanh này vô với hai cái đuốc là ra mining đúng không? Nó có những quả mình có thể dễ dàng chế tạo các bạn. Rắc. Quay. Quả này nhìn xịn nha. Ok, chơi cúp kim cương luôn. Chơi là phải chơi gọi là tới luôn các bạn ơi. Ok, quả này mình nghĩ là quả. Ôi, TNT thường. Oh my god, mình bị lỗ rồi các bạn ơi. Nó là TNT thường. Oh my god. Lấy quả xanh này ra. Chết rồi, lỗ dấu à. Rồi gì nữa ta? Rồi nó mining tham. Ui, nó tham nữa. Rồi thời tiết. Rồi lightning. Wow, lightning là sét đúng không? Ok, được đấy. Mình quất quả lightning đi. Tại vì mình còn chế tạo được quả đó mà các bạn. Thì có rất là nhiều gọi là thể loại, gọi là TNT mà mình có thể chế tạo được. Phải rồi. Nó không cho mình ấy các bạn ơi. Mình phải đập cái băng đi mới được. Tại vì mình đi lên á là nó bị giống kiểu là cái dạy mình nó có đóng băng hay nó đóng băng lại. Vô lý thật sự. Gì nữa, qua trang 2 đi. Lightning. Trời ơi, rồi gì nữa đây. Cái này đây, Maxi đây, Crack TNT, sao toàn đồ đá không nhá. Đồ đá, mình đâu có đủ đá đâu mà làm. Từ từ đi ra đây, lấy thêm xíu đá nữa các bạn. Sao nó nhiều quá. Công thức chế tạo nó quá nhiều đi các bạn ơi. Nó nhiều vãi nồi luôn. Mình gọi là không biết là gọi là nó cỡ nào luôn ấy, quá trời công thức luôn. Nãy giờ vẫn chưa hết rồi, có rất là nhiều loại mình vẫn chưa chế tạo được đó nha các bạn. Cho nên đừng có gọi là nói là nói chung là nhiều lắm, nhiều loại lắm. Mình chưa không thể nào chế tạo hết được luôn các bạn. Mấy chục loại luôn, làm sao mình gọi là chế tạo hết được đúng không? Cho nên chúng ta sẽ dành một cái tập khác, ta test sau những cái loại nào mà chúng ta chưa chế tạo được thì chúng ta dành ta test sau cũng được. Bỏ vô đây và quả TNT tím. Ủa, hơi phí à, hơi tốn ấy các bạn ơi. Hơi gọi là tốn tài nguyên đó nha. Thiệt chứ. Tốn tài nguyên quả nồi luôn ấy. Tại vì quả TNT tím này nó là 8 quả thường cơ. Đấy, crack TNT, ok. Quay, nãy giờ mình chế cũng được nhiều quá. Quay, có gì TNT, quay. Có đào hang, TNT hang nữa. Wow, quá trời luôn các bạn ơi. Quá nhiều, quá xuất sắc luôn. Nói chung là nhiều quá các bạn. Chắc là mình sẽ phải dành gọi là tập thứ 2 ấy, để mình gọi là test cho các bạn xem. Chứ còn bây giờ thì mình còn một đống này mình chưa test nè. Cho nên mình sẽ test cái đống này trước ha. Bạn nào thích mình test tiếp cái phần thứ 2 thì các bạn gọi là comment ở bên dưới cho mình biết nha. Là các bạn thích nha, để mình biết được mình đi test. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ra đây test cái đống này trước. Đầu tiên thì chúng ta chắc là chơi thử quả mining đi. Đây, có quả nào chơi quả đó, mình thấy quả nào chơi quả đó nha. Chơi thử quả mining đi. Để coi thử coi.
Cái quả mining này thì sao? Oh my god, nó đào ra được nhiêu? 1, 2, 3, 4. 4 hả? Wow, vừa cắm đuốc luôn các bạn ơi, sáng chân luôn. Quá đã. Island, ờ đúng rồi, y từ từ chơi quả tiny island trước. Quả cái đảo nhỏ trước các bạn. Đảo lớn, bây giờ lộn. Chơi quả đảo nhỏ trước, đảo lớn tính sau. Ôi, quay. Oh yeah, như là skyblock luôn các bạn ơi. Wow, dưới này có khoáng sản luôn nè. Có kim cương các thứ luôn, quá đã luôn. Từ từ để mình chơi quẻ island luôn rồi, để trên nóc này chơi coi. Thử rồi các bạn. Ủa, sao quẻ island này không có gì vậy? Ủa? Ấy da. Ui. My god, hình như nó lấy. À, nó lấy cái block ở dưới các bạn, nó bắt lên trên này luôn các bạn coi nè. Vãi nồi đó các bạn thấy không? Cái phần này của mình nè, nó bị bể rồi mà nó thấy không? Các bạn thấy không? Đoạn chỗ này y chang ở trên đó luôn nè. Đó, cái lỗ bự bự nè, chỗ này nè. Vãi nồi, vãi lấy hèn gì nó lâu. Nó lắc các bạn, tại vì nó lắc lắm. Rồi đây, lava ocean gì đây, nó nhiều block ở trên nó lắc lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test luôn lava. Mình nghĩ là chết rồi, biển lava là thấy chết rồi. Chỗ này nó sẽ biến thành lava, mình nghĩ vậy, đó. Oh my god. Yeah, thử cái chum TNT này coi. Phải, nói chung là mấy cái này nó cũng rất là dễ chế tạo các bạn thấy đó. Mình chế tạo cho các bạn thấy đó. Cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Nói chung là bạn chỉ cần đi kiếm Creeper mà bạn đánh thôi là được. Uầy, cái gì đây, tự nhiên tạo thành cái hàng rào. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chơi Ocean TNT. Chơi sa mạc nó mới đỉnh các bạn. Quan trọng là ở sa mạc này mà có nước thì mới đỉnh chứ đúng không? Ok. Sao mình không xuống dưới địa ngục mình chơi ta? Ui, lát máy luôn. Gì vậy? What the hell, ngủ cái. Ủa gì vậy ta? What the hell, cái gì vậy? Tự nhiên nó nổ một cái, mình chết, mình không biết gì luôn. Từ từ nó ra mình coi. My god. Vãi nồi, trời ơi. Xung quanh nó toàn là nước luôn. Oh my god. Trời ơi các bạn ơi, các bạn tin được không? Kinh khủng thật sự, cái quả này nó còn nhiều hơn cái quả lava kia luôn các bạn. Cái này là crack TNT là nó là gì đây? À, cái hang. Tạo thành cái hang các bạn. Không phải tạo thành cái hang mà tạo thành một cái khe, và khe lỗi luôn các bạn ơi. Khe lỗi xuống tới tận dưới luôn. Crack TNT này là cái gì ta? Ta thử coi. Hồi nãy cái quả này là cái gì? Crack TNT này là chế tạo từ gì? À, cái chế tạo với lại cây hô. À, cái cây cuốc á, cuốc đất các bạn. Rồi flat. Ui, cái này mới ngon nè, cái này mới đỉnh nè. Cái này là cho các bạn gọi là phẳng lì đất luôn nè. Chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Không biết là khoảng cách nó bao nhiêu rồi. Có một xíu à. Nó giống cái lúc nãy cái nổ mà ấy các bạn bên kia kìa. Còn cục file này lửa không, chắc lửa bay lên thì chắc ăn. Chắc chắn là dưới sàn lửa không luôn nè. Nữa sao chết mình hoài vậy? Lừa vãi thôi các bạn, mình có làm gì đâu, tự nhiên nổ chết mình hoài luôn chứ. Thôi mình ở đây mình test luôn, khỏi bay qua đó đi. Rồi lightning què đứng dưới này. Thôi để ra đây cho nó vui, để phải cho nó nổ nó mới vui chứ, sấm chớp mà. Rồi mình bay đi đâu? Ui hên quá. Yeah, mình vẫn còn sống các bạn ơi, quá tuyệt vời, mình vẫn còn sống. Ok, đây quả này mình nghĩ là quả hút nước, cho nên mình sẽ để ở gần nước các bạn, để test cho nó hay đó. Mình nghĩ vậy, thử coi có phải là nó nổ cái là hút hết nước không. Đó, sảy, mình biết ngay mà, nổ cái là nó hút hết nước luôn các bạn. Nhưng mà nó có gây đam. Hét TNT là cái gì đây? À, có quả mà kết hợp dưới địa ngục luôn nè. Một cái sâu sen, một cái này là rác với lại một cái sâu lava nè. Ui, what the hell. Oh my god, biến. Quay. Nó biến chỗ này thành địa ngục luôn các bạn ơi. Oh my god. No. Còn đây là gì? Chi.
Ở đây đây cái cây nè, hên xui nè, bọc cây nè, bọc cây. Quay, quả TNT nó sẽ tạo ra một cái cây các bạn ơi. Vãi nồi, ui, bây giờ mình chỉ còn một quả cuối cùng là quả Diamond TNT thôi. Oh, ok, để mình đứng đây mình test luôn. Thử coi. Chiu. Quay, quả này nhìn xịn sò con bò đấy. Ui. Oh my god. Thôi. Vãi nồi nó biết. Oh my god. Quay. Wow, cái quả này nó biến tất cả mọi thứ. TNT mấy lớp. Ui, mấy lớp từ từ để mình còn mấy lớp. Hôm nay là 1 2 3 rồi. 4. Oh my god. 5. Oh my god. 6. Oh my god. 7. 8. Ui, 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18 tầng các bạn ơi. Vãi nồi nó biến 18 tầng. Và các bạn coi nè. Trời ơi, tạo thêm một cái vùng này chắc là phải 4x4 á. Là 4 chân nhân 4 chân. Wow, tạo quá trời block kim cương luôn các bạn. Giờ là mình có thể dễ dàng chế tạo được những cái cục TNT kim cương các bạn ơi. Ghê thật sự. Các bạn thấy cái gọi cái cục này như thế nào? Nếu như các bạn sở hữu được cái cục này thì các bạn gọi là có thể gọi là ui, cái địa ngục nó to hơn. Còn cái kim cương này thì nó ít quá, nhưng mà nó cũng khá là xịn các bạn. Và mọi thứ từ những cái quả TNT này các bạn thấy như thế nào thì các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Thì nếu như thích làm mình làm phần tiếp theo thì các bạn cũng comment cho mình biết nha. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye.